các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tú Lang Thang nha. Thì ngày hôm nay thì các anh em tổ thợ ở bên nhà làm nhà bên tổ nhà Phan Dũng và Phan Diễm ấy, thì ngày hôm nay mọi người đã chính thức đi vào làm sắt móng các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay chia sẻ đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn cái quá trình làm sắt và đổ bê tông móng cho các bạn cùng xem nha. Nhưng mà trước khi đi vào quay làm sắt và đổ bê tông móng ấy, thì cái khâu chuẩn bị đổ bê tông ấy, thì mình muốn giới thiệu đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn xem kênh Tú Lang Thang một chút về cái mặt những cái mặt hàng bên hải sản Phan Diễm đang có. Mọi người có cái nhu cầu về những cái mặt hàng bên anh em mình cung cấp thì mọi người có thể liên hệ vào cái số hotline mình đang ghi trên màn hình nha các bạn. Nhưng mà mình lưu ý mọi người một chút ấy, là hiện tại bây giờ là cái hàng giả của Phan Diễm rất nhiều, những cái fanpage, những cái kênh làm giả Phan Diễm rất nhiều các bạn ạ. Thậm chí cái lượt xem và lượt đăng ký theo dõi nó còn nhiều hơn cả chính chủ cơ. Cho nên tại vì người ta chạy quảng cáo ấy các bạn. Cho nên là mọi người mua hàng, các cô chú anh chị và các bạn cần mua những cái mặt hàng gì bên mình cung cấp thì mọi người nên nhớ là gọi vào cái số hotline 0981128578 nha các bạn. Thì bởi vì khi mà gọi vào đấy thì nó mới chính xác là bên mình được. Chứ còn mọi người cứ nhiều khi có những cô chú anh chị lại mua hàng cứ bảo là đưa cái logo, đưa cái số điện thoại này ra, mình thấy không đúng các bạn ạ. Toàn là số sai không à. Tại vì cái số người ta làm giả ấy, nó chỉ là đúng một số hoặc hai số ở giữa thôi. Cho nên là khi mọi người gọi thì nhớ gọi vào đúng số nha. Còn đây các bạn, đây chính là cái mặt hàng mực dẻo mà bên mình đang cung cấp các bạn. Như các bạn thấy là size này là 3 con 1 kg này. Các bạn thấy cái miner của nó tươi không? Cái gói này là 1 kg luôn nha các bạn. Còn đây là cái mặt hàng chả cá đỏ củ của Lý Sơn các bạn. Phải nói một điều là khách hàng của hải sản Phan Diễm là cực kỳ thích cái chả cá này luôn. Mọi người nếu như mà mọi người đem đi nước ngoài ấy, thì mọi người có thể lựa chọn cái chả cá chiên. Còn cái chả cá tươi này thì anh em mình thì ưu tiên dùng trong nước các bạn. Tại vì cái chả cá chiên này, chiên qua này rồi thì đem đi nó sẽ dễ hơn. Nó sẽ ít hư hơn các bạn. Gần như là không có hư nha các bạn. Nhưng mà mọi người mua thì mọi người cũng phải tính toán xem là cái quá trình bay của mình là bao nhiêu. Cái thời gian bay bao nhiêu tiếng. Để biết đường đóng hàng cho nó chắc chắn, cho nó khi mà qua đến nơi thì cái chất lượng nó còn nguyên vẹn đấy các bạn. Còn đây chính là cái mặt hàng mực lá câu nha các bạn. Con cực kỳ to luôn, một con như vậy nó rơi tầm khoảng 2 kg mấy, 3 kg các bạn ạ. Bên mình mới vừa về một lô mực dẻo này, 100 kg mực dẻo và một lô mực lá câu này. Các bạn thấy con lớn không? Đây nữa này. Toàn là con lớn các bạn. Cho nên nó là mọi người nếu mà ai yêu thích cái mặt hàng mực dẻo này rồi là mực lá câu thì mọi người có thể liên hệ vào số 0981128578 nha các bạn. Mọi người có thể ủng hộ những cái mặt hàng của Phan Diễm để Phan Diễm có cái động lực để mà đi tiếp tục quay những video hay chia sẻ đến tất cả các khán giả trên kênh Phan Dũng nha. Đây, còn bên này thì là cái mực dẻo size nhỏ các bạn. Ngoài cái mực dẻo size lớn ra thì bên mình còn cái loại mực dẻo size nhỏ này nữa. Chất lượng nó như nhau, ăn đều ngon như nhau, nhưng mà chỉ có con khác biệt là con lớn và con nhỏ thôi các bạn. Cái con lớn thì nó hiếm hàng hơn, con nhỏ này thì nhiều. Đấy, bên này thì mình còn cái mực dẻo phơi một nắng đây này các bạn này. Đấy các bạn ạ, phải nói một điều là đi đâu cũng thế, mình luôn nói một điều là mình rất tự tin và để nói với tất cả mọi người một điều rằng khi mọi người mua những cái mặt hàng bên anh em mình, tất cả những cái mặt hàng được đem về cửa hàng hải sản Phan Diễm ấy đều là những mặt hàng uy tín và chất lượng nha các bạn, không có kém chất lượng đâu. Cho nên nó là nhất là cái mực dẻo phơi một nắng này và mực dẻo phơi ba nắng. Mình khẳng định với các bạn một điều là nếu như mà mọi người ăn mọi người cảm thấy không ngon, bên mình sẽ hoàn lại tiền cho mọi người luôn. Còn bên trong này thì những cái mặt hàng quen thuộc thì các bạn cũng biết rồi, đó là cá thu này, rồi là như cái mặt hàng này là cái sá sùng tươi này các bạn. Hiện tại cái sá sùng khô thì bên mình đang bị đứt hàng,
Bây hiện tại bây giờ là chỉ còn sá sùng tươi và sá sùng dẻo này thôi các bạn. Đây, còn sá sùng khô thì bên mình đang bị đứt hàng rồi. Ngoài những cái mặt hàng mới này ra thì bên mình vẫn còn những cái mặt hàng đầy đủ, những cái mặt hàng cũ như trước giờ mọi người hay dùng, như là bào ngư Úc size lớn này, rồi là côi sò điệp Nhật này, ốc bù lót này, bào ngư Việt Nam, bào ngư Hàn, bạch tuộc Nhật. Đây, cái mặt hàng khởi nghiệp của Phan Diễm nha các bạn. Nhìn thấy con bạch tuộc này mình nhớ là cái thời điểm mà đang dịch chứ các bạn. Phải nói một điều, tuy là cái thời điểm đấy đang dịch thật đấy, nhưng mà cái mặt những cái mặt hàng mà bên anh em mình cung cấp là phải nói đi đơn cháy hàng luôn. Không đến thậm chí đến mức mà cái thời điểm đấy tuy là bị cấm không được đi ra ngoài đường rồi đấy, nhưng mà khách hàng vẫn cứ gọi đến mua hàng nượp luôn, nhưng mà tiếc cái là không giao được. Đây, những cái mặt hàng hải sản đây vẫn đầy đủ như thế nha các bạn. Và còn cái quầy bên này là cái quầy cổ hú dừa các bạn, mặt hàng best seller của hải sản Phan Diễm. Một gói như vậy là 250g các bạn ha. Giá thì vẫn không thay đổi. Nếu như mà mọi người đem biếu thì mọi người có thể lựa cái gói size 250g này. Còn mọi người dùng ở nhà thì mọi người có thể lấy cái gói nửa ký này để cho nó gọn. Nhiều cô chú anh chị và các bạn mua hàng, đến đây mua hàng thì mình vẫn tư vấn cho mọi người á. Mọi người ví dụ như mọi người đem đi nước ngoài, mọi người muốn tặng ai, mọi người tính đi. Ví dụ 1, 2, 3 gói mọi người lấy cái gói tặng đấy. Còn cái gói mình dùng ở nhà thì nên cầm cái gói nửa ký này. Tại vì đem đi thì cái gói nửa ký này nó cồng kềnh, nó đỡ cồng kềnh hơn là cái gói 250 các bạn. Gói 250 thì nó hơi cồng kềnh hơn một xíu. Bên này thì là kẹo dừa sáp, ở dưới thì là yến các bạn. Đấy. Còn bên này thì là khấu bảy lèng này, tỏi tép, tỏi cô đơn này, rồi là bánh phồng tôm, rồi là những cái mặt hàng của anh Tú xe đầu kéo Vlog, cả gai leo các bạn. Nếu như mà các cô chú anh chị yêu thương anh em mình thì mọi người có thể liên hệ qua anh mua hàng qua số là 0981128578 nha các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong khu đất để quay chia sẻ cái quá trình mà làm sắt và đổ bê tông móng cho các bạn xem nha. Sáng nay thì mọi người đang làm sắt các bạn ạ. Nhưng mà mình thấy ấn tượng nhất là cái máy này này. Máy này là máy cắt sắt nha các bạn. Cắt sắt hay là máy cắt sắt thì được. Các bạn thấy cái đường cắt ngọt không? Trước giờ mọi người thường hay thấy là các anh thợ hồ thường là sẽ xài cái máy cắt trong này này, cái đang nằm dưới đống cát đấy. Nó cắt cũng ngọt quá hai nha. Cái này là phi 14 nha các bạn. Trong này thì đang bẻ này. Em thấy xài cái này nó gọn và nó dễ chịu hơn cái kia nhiều luôn đấy. Ở trong này thì anh đang bẻ mấy cái giò móng. Còn ở bên trong này thì mọi công tác chuẩn bị để mà lên sắt thì cũng gần như là xong xuôi hết rồi các bạn. Ở dưới mấy cái khu vực này thì còn vệ sinh cho nó sạch sẽ đi thì trước khi hạ sắt các bạn. Đây, trong này cái bể phốt đây. Bây giờ lau sạch
tí rõ thôi, còn bê tông lót đổ sao chứ, bê tông lót mà đổ được. Bây giờ lao thật, lao nếu không sao. Cái ống này ống cứng xuyên qua đà mà chứ đâu phải ống ống bền đâu. Cái ống là ống 21 rồi. Hôm nay thì mọi người đang bô sắt các bạn. Bạn có thể thấy cái đài móng thì đài móng ở dưới thì đã bô xong hết rồi này. Chiều giờ mình cũng lu bu quá không có thời gian quay cho các bạn xem. Bên này cũng xong hết rồi này. Cái này phi 14 hả anh? Phi 14, 200. Cây dọc 200 hả? À 100 cây dọc, còn cây ngang 250. Cái này 150 đúng không? Đúng. Cái này phải 2 tấc chứ 150 gì? Đó đi. Chắc không? Chắc. Kiểm tra đấy. Kiểm tra luôn nha. Cho em cái thước anh đo hộ em cái quả này coi bao nhiêu tấc ấy. Anh phải đo 1m7 cây. Thì em đang chỉ cái chỗ này với chỗ này mà anh cãi em sao được. Có nghĩa là cái rộ móng này thì cái này là 10 phân một cây này các bạn này. Còn cái này 15 phân một cây. Đúng không? Ý em hiểu như thế là đúng không? Kim Giang cho 7 cây. Móc dây nè. Đúng rồi. Đó. Mà khả năng chiều nay bu xong không? Xong ngày. Đó Kim Giang nó lùa. Ây da. Kỹ thuật biết bô sắt luôn hả? Tưởng kỹ thuật không biết bô sắt chứ. Ủa cái này là cái gì anh? Đây này. Cái này là gì? Tiếp địa. Chống sét. Làm sao? Chống sét á. À chống sét á hả? Đây chỉ cho nè. Mở đi, mở đốt nóng cái đó lên để làm gì anh? Nó không bị nứt anh. Không bị nứt hả? Cái gì nó cái ngàn mấy đúng không? À. Đây là cái thuốc súng đúng không anh nói đúng không? Nhưng mà công dụng của cái này để làm cái gì anh? Cái này là cái khuôn thôi. Để mình nối cái cộng đồng với cây sắt thôi đúng không? Đúng rồi. À. Nối lại cho nó chắc. Cái này điện nó tới mấy trăm ngàn thôi mà. Dạ. Mình nối hơi hở là phát sinh tia lửa gì vậy? Cầm ga thì dựng lên, cầm ga dựng lên. Bên này là đang thi công cái chống sét nha các bạn. Rồi mở đi. Mở đứng bên ga lên. Rồi. Mở ra nữa đi. Rồi ok. Mở đi. Dỡ lên, dỡ đồng lên cho nó thẳng lỗ, đúng rồi. Chật quá chật. Nó hơi cái chỗ cái này nó hơi chật, làm hơi khó à. Đây các bạn có thấy cái lỗ ở giữa không? Anh sẽ đổ thuốc súng vào đấy và anh sẽ đốt các bạn ạ. Em nói về đúng chứ đúng không? Đúng rồi. Đấy anh đổ vào anh đốt để anh nối cái cọng dây đồng với cây sắt các bạn ạ. Muốn làm giết để cho đổ thì không chứ chết thời gian giờ nó gì đâu. Trời ơi mà cái thầu
quan trọng là cái không xoay quanh phải tí, xoay quanh phải tí. Vậy là rồi đó hả? Rồi vậy là xong mối nối rồi đó. Đơn giản thế. Đây mình chờ anh dỡ ra cho các bạn xem cái thành quả cái mối nối của anh này. Đấy. Cứng không lấy được. Cứng ngắc luôn. Cái này giờ mà chụp vào đấy chắc không sao rồi nha. Cười. Giờ tới qua bên kia hả anh? Còn nhiều hơn. Dạ. Bây giờ là đến cái mối nối thứ hai nha các bạn. Miếng đó là cái gì vậy? Cái miếng thiết chặn cái thuốc xuống lại không nó tuột xuống dưới hết. Tại vì nó mịn quá. À để cái thuốc súng nằm ở trên mặt này thôi đúng không? Ừ. Nó nóng cái thiết nó tự động nó chảy ra. Cái đó là cái gì vậy? Cái này mới là thuốc súng nè. Chứ còn cái bột kia là cái gì? Là bột thau, đồng thau, phốt phát rồi đó. À cái thuốc súng chỉ chút xíu ở trên thôi đúng không? Ừ. Rồi anh xít ra. Anh xít ra đi nó phượt lên nó người anh á. Đấy. Né ngay. Ui. Số 1 cắt 3 trái tay của em đi. Ôi các bạn thấy giờ này tới nó vẫn còn đỏ nóng hổi kìa. 4 xả đi. Cái vị trí này chính là cái vị trí mà lần trước mình quay á, các bạn thấy nước bên nước sinh hoạt bên nhà hàng xóm nó chảy sang các bạn. Nhưng mà mình nhắc lại một lần nữa là mọi người yên tâm nha, tại cái khu vực này là đổ bê tông kín hết cho nên là mọi người yên tâm. Đây là cái mối nối cuối cùng nha các bạn. Hiện tại bây giờ thì đội thợ hồ đã hết giờ và nghỉ đi về rồi các bạn. Anh chắc xong cái này anh cũng nghỉ luôn hả? Xong cái này xong rồi. Cái này mới là thuốc súng này. Ôi đổ dưới hết rồi. Nó cháy liền. Dư lắm rồi. Hít thuốc súng nhiều quá à? Cái này quả này là cho nhiều thuốc súng này đúng không? Đó. Những cuối này nó thế. Đấy các bạn có thấy mua nối kìa.
không. Lấy đồng hồ tới đây, lấy cái dây màu đỏ này nè, kẹp người qua bên kia lại. Mình xin nhắc lại với mọi người biết cái này là cái chống xếp nha các bạn. Cục này xong rồi bỏ hay là xài tiếp á? Chết. Tưởng bỏ em lụm về. Cái bộ này mua đắt tiền không anh? À, hơn chục triệu. Hơn chục triệu cái này? Không, cả đồng hồ đồ đó. À, cả đồng hồ. Cái cục này hình như bằng thép đặc đúng không? Không, thép đặc nó nứt á. Chứ cái này là cái gì? Bằng gì? Kim như tùm lum á. Wow. Chì rồi thiết rồi gan. 1000+ độ C cơ mà ha. Đúng. Chứ một vật liệu không là nó nứt liền. Dây đỏ kẹp vô bên dây te đó cũng được. Đấy, bây giờ mọi người đo để kiểm tra là xong rồi các bạn. Mình cũng chắc cũng đi về thôi. Ngày mai mọi người làm sắt thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Sáng nay thì mọi người đang bô sắt tiếp tục các bạn ạ. Như cái này xong rồi đang chờ thả xuống thôi nè. Bên này thì anh đang đi vệ sinh với cái sắt giờ. Mài khi nào bóng thì thôi nha. Đó, bóng là phải soi gương được mới nói chuyện chứ còn. Đủ 8 tiếng thôi đúng không? Đây này anh đang đi vệ sinh mấy cái cây sắt giờ này này. Cái đường ống ở dưới các bạn thấy ống ruột gà đấy là cái dây chống sét nha các bạn. Như hôm qua mình có quay mọi người nối cọng dây đồng chống sét cho các bạn xem đó. Đây này, cái cọng dây đồng của nó đây. Bây giờ thì mọi người đang hạ cái giọ móng xuống nhưng mà nó đang không có thế để đưa xuống các bạn. Tiếp tục là mọi người đang xuống cái giọ móng tiếp theo các bạn. Bê tông đang mềm lắm nha. Lúc gì đáng 10 phân. Họ đường đang họ nó bay xuống rồi sao mà
Nó cắn cái cây kia kìa, đó cái ngay chỗ anh nó không bẫy được đâu. Mình đang đi mua trà sữa mời mọi người các bạn ạ. Rồi, của hai anh lấy 2 ly giùm em đi. Mỗi người ly chia ra giùm em nha. Trà sữa ở đây thì khá ngon, mình khá thích uống các bạn ạ. Anh, trà sữa. Em đem vào trong luôn nha. À, anh kỹ thuật chia trà sữa cho mọi người không em cái? Có đủ không nha? Mọi người thì đang đi bô mấy cái giò móng cho nó xong các bạn ạ. Rồi thả xuống. Còn mấy cái nữa là xong rồi. Có cả ly của anh luôn đấy. Em mua cả cho anh đấy. Em mới lên uống xong rồi, còn lại cái giò em ra ngoài đường. Em bỏ vô cái bịch để em bỏ gác cho nó bỏ trong chương trình. Chính xác rồi, cái nó phải thế chứ. Có gì là em chịu. Chỉ còn 1-2 cái giò móng nữa là xong rồi, cái giò móng dưới rồi các bạn ạ. Ba là ba giờ nó thống nhất với mình xem xét đi. Là bây giờ cái cột này em cắt lên cái độ này, một cây nằm đây, cây nằm đây. Sau này thế nào, nó cũng quá rồi, em cắt rồi nó không có đủ, không quá được, không được, cái sức không mẹ. Chiều nay thì mọi người đang đi sắt đà các bạn ạ. Ở mặt trên thì là sẽ phi 20, còn ở dưới thì phi 16 nha các bạn. Ngoài này thì mọi người đang bẻ giò gà. Còn trong này thì mọi người đang bô sắt này. Mấy cái này là những cái giò móng ở đằng trước này này các bạn này. Đang còn hồi nãy mưa lớn quá. Nước ngập quá trời luôn. Nước sao bơm lên thôi. Trời ơi, bơm đây nè. Bơm từ từ bên kia nó rút ra chứ làm sao chọn cái máy được. Đây. Đây là sắt đai này mọi người. Mọi người thấy sắt đai không? Đấy. Bên trong này thì mọi người đang bô sắt đà này các bạn này. Cái này là phi 20 nha các bạn. Còn ở dưới thì phi 16. Sáng sớm mình đang đi ra cửa hàng thì mình đi ngang qua thấy anh thợ anh mở cửa rồi các bạn ạ. Tại công trình nhà em mình chưa xong cái phần móng như này, đang còn có khóa các bạn. Mình vào mình quay chia sẻ đến các bạn một chút. Đây là cái đà ngang nha các bạn. Đây là cái đà ngang này. 2, 4, 5 cây ở trên, 5 cây. 5 cây ở trên này với 5 cây tăng cường. 5 cây tăng cường ở ngay mí dưới này luôn các bạn này. Là sắt phi 20. Còn ở dưới thì là phi 16 các bạn. Các bạn thấy cái dầm uy tín không? Một cái dầm này là 12 cây sắt. Ở đâu? 15 cây chứ. 15 cây sắt. 10 cây sắt phi 20 và 5 cây sắt phi 16. Ở bên này thì những cái giọ móng thì giọ móng dưới mọi người đã hạ xuống hết rồi.
Nhưng mà có một cái là Sài Gòn thời dạo này ấy, nó hay vào mùa mưa các bạn, cho nên nó là nó mưa liên tục và mưa khá lớn, cho nên là cái nước đọng lại nó hút vẫn chưa có hết được. Bể phốt bên này thì cũng nhóc nước luôn này. Đây, đây là cái sắt đai này các bạn. Hôm nay thì mọi người tiếp tục đi sắt đà các bạn. Đi xong sắt đà thì mọi người đi sắt sàn và cái trục ở trên, trục dọ móng ở trên. Ở trong kia thì đã đi xong một đà ngang này kìa. Đây còn cái dọ móng trước này nữa, hôm nay hạ nốt. Công việc ngày hôm nay thì cũng đang còn khá ngổn ngang các bạn ạ. Đang còn nhiều việc lắm. Chắc một phải 2 3 ngày tới mới đổ đổ bê tông móng được. Quả dầm này, quả sắt đà này uy tín đấy. Làm nó kiểu chung cư ấy nha. Lớn ngang chung cư gì nữa. Mười tấm hả? Ý là nguyên cái dàn đà với dàn sắt là lên được 10 tấm hả? Này mẹ 5 tấm rồi. Đấy, các bạn có thể thấy là cái nhà trong nhà mẹ mình cũng thế và ở ngoài này cũng thế. Các bạn thấy là cái riêng cái dàn sắt đấy, sắt để mà đi sắt sàn, sắt đà hay là sắt móng cũng thế, mọi người thấy đều là chú trọng về cái phần này. Sắt sàn đó đúng không? À, tại vì từng giọt mà thường là đa số là 10 nhà đây hết đủ 10, là một lớp sắt 8 là A300. Nhưng mà lên trên là sắt 10 rồi. Lên trên sắt 10 mấy lớp anh? Một lớp sắt mũ, tùy theo bản vẽ nó thiết kế là hai lớp, là một lớp sắt mũ đi xung quanh. Sắt mũ chụp xung quanh ấy đúng không? À, tùy theo cái nào nó cũng ná nhau. Dạ. Yeah. Sắt. Đây các bạn à, mọi người đang bô cái đà ngang này này, nhưng mà theo mình thấy thì sắt nó khá dày, cho nên là mình cũng không có biết coi bán vé, cho nên là mình cũng nhờ anh là bên đội thi công anh giải thích hộ em ấy sao cái đà ngang này sắt nó lại dày vậy anh ha. Đà ngang này sắt dày. Đà này này. Cái đà này đà chịu lực. Đà chịu lực chính luôn hả? Tại vì làm cái ô văng cái nó hay nữa. Dạ. À cái này là nó còn ra cái ô văng nữa đúng không? Dạ. Ở đây mình thấy thì các anh chị đang bô sắt thì ở đây là 6 cây sắt chủ 20. 6 cây phi 20 mà 3 lớp đúng không anh? Đây không á, đây là tăng cường. Thì 8 cây tăng cường phi 20. Thì mấy cây tăng cường này ở dưới thì cũng nó cũng chịu lực luôn mà. Xúc mà nó phải là bao mấy không thử. Bô tăng cường dưới ra vậy. Cái gì? 6 3 10 10 14 cây phi 20. Đâu 6 3 18 chứ. Đâu, đẩy đây đã. Ở dưới cây thôi. Đây thẳng xuống đây 2 cây này. Đây có bên đây cây, bên kia cây thôi. À cái lớp dưới này có 2 cây thôi hả? Là cái này là 12, là 14 cây phi 20. Ở dưới là 5 cây phi 16. Dưới là 5 cây phi 16. Ôi hồi nãy em lu bu ở ngoài cửa hàng quá, tiếc quá không quay được cái cảnh mọi người hạ dầm. Cái này hạ nãy là hạ nổi. Không hạ nổi hả? Nổi mà nó sắt ở dưới nó bị chổi cái là gánh lên gánh xỉu luôn. Tiếc quá. Ủa, nhưng mà còn cái đà này nữa mà. Đà này có 200 mà, 600 mà. À. Còn này 500, 800 mà cái lượng sắt nó lớn, còn đây sắt nhỏ. Anh nói em bắt đầu em thấy tiếc rồi đấy. Đủ vậy thôi, để quay lên nha. Đây 2, 4, 6 là về có 3 công à. Lấy rẻ thôi. Lấy rẻ thôi hả? Được, hợp lý ngay. Đây mọi người có thể thấy cái dàn sắt uy tín không các bạn? Đây là còn chưa xong đâu nha các bạn. Còn nhiều. Còn nhiều mà, còn một cái lớp chụp ở trên nữa mà đúng không? Cái này này, cái dọ móng này. Còn lớp chụp ở trên nữa mà. Sàn 14 cây phi 20 kèm theo 5 cây phi 16. Bởi vậy hồi sáng anh bảo em là nhà này đổ 10 tấm cũng được, cũng hợp lý.
Có vô đâu. Dạ. Sắt dày quá mà. Tại vì nếu mà muốn băng là bà lớn, còn bốc cốc là bà nhỏ, tại vì không diện tích nó hết mẹ cái nhà rồi, còn cái xíu trăm nè. Em thấy nó còn có nhiều, có mấy tấc à? Còn cái phòng bên đây thì em còn vậy là có 1, 2, 3, 4 4 cây đà ngang đều là phi 20 với là 16 hết. Cái đằng sau đó là phi bao nhiêu anh? Phi 18. 18 hả? 4 cây 18, 3 cây 16. Dạ. Đà nó đầu tiên, đà nó giống như là để xây tường thôi. Sau này không có lên. Nó có 2 cây cột lên là cao độ đó là 26 loại rừng, tại vì theo cái giấy phép. Đằng sau đó mai mốt trồng trồng hoa, trồng cây tùm lum hết rồi. Sau này ta hoàn công á, ta làm cái đâm ra hoặc là ta làm cái thang cái gì đó. Đúng rồi, cái ý là dự tính là làm cái từng cái thang một đi lên suốt lên trên trồng cây ấy, trồng hoa ấy. Tiếc quá cái lúc hạ dầm này mình không lu bu ngoài cửa hàng các bạn ạ. Thì bởi vậy em mới nói tiếc. Bởi vậy em mới nói tiếc đấy. Hay là mọi người dỡ lên đi hạ xuống đi. Cái sắt cọc rồi sắt vỏ. Cái này nó chẻ qua cái mình hạ tay cái đầu nó nặng á. Anh em chỉ nó nổi đâu nói gắn lúc nào thôi chứ không phải lan cái đầu mình xuống được. Nhưng mà anh ước tính nhá, nguyên một cái dầm như vậy thì nó khoảng bao nhiêu ký vậy? Thì tính ra cái sắt 22 này là một cây nó khoảng 30 ký. Một cây khoảng 30 ký hả? Nếu mà cây này là 4 mét đúng không? Cây này khoảng 5 mét mấy nè. 5 mét mấy? 4 mét phải bẻ vô gà xuống. Dạ. Đây nữa, đây 10 nữa đâu mấy. Vậy là cái này phải mấy tạ anh nhỉ? Đúng không? Mấy trăm ký ấy. Đó, nhiều chứ. Cây nó lái rồi sớm cho em xài á. Đây là 7 cây, gần 7 cây nguyên rồi. 7 cây nguyên. Gần 7 cây. Dạ. 7 cây phi 20 ấy đúng không? Gần 7 cây nguyên. 4 mét nẻ vào gà xuống 600 nữa là thành 5m2 rồi. 5m2 là 10m6 rồi. Còn gần khoảng 5 mấy ký cây. Bên ngoài này ấy, thì mọi người vẫn đang gia công sắt nha các bạn. Nhưng mà anh ơi, nhưng mà cái đầu ở ngoài đường ấy, nói mọi người để gọn gọn vào những xe cộ người ta đi. Mà với tiến độ này ấy, thì thứ mấy đổ bê tông được anh? Với tiến độ này thì thứ mấy mình đổ bê tông được? Thứ hai á hả? Đây mình đi xuống mình quay cho mọi người xem nguyên cái dàn sắt đà ngang này. Như ở đây các bạn thấy là có 6 cây phi 20. Đà này thì bé hơn mấy cái đà kia, 6 cây phi 20 và 3 cây phi 16 ở dưới. Mặt trên là phi 20, mặt dưới là phi 16 nha các bạn. 15 phân là một cái đai. Còn ở bên này đi, như cái đà kế này, cái bể phốt này. Ở đây là bể phốt này các bạn. Đây là các bạn có thể thấy là có 10 cây phi 20 và 5 cây phi 16. Đây. Bên này cũng thế này. Bên này thì là 10 cây phi 20 và 5 cây phi 16. Chỉ có cái dàn dầm đà ngang ở đằng trước là dày sắt hơn thôi. Đây, chỉ có cái dàn này là sắt dày nhất các bạn. 6 cây tổng là 14 cây phi 20 và 5 cây phi 16. Nâng lên này. Em đang muốn thử xem mọi người nâng nó lên kiểu gì này. Nó bị cấn ở dưới hả anh? Bắn qua để cho nó đều giữa hai bên cái da này. Ờ. Da bê tông rồi. Xong nâng hẳn cái đà lên. Sao mọi người không tập trung nâng hẳn cái đà lên trời? Nguyên cái đây. Cái con nhỏ rồi đó. Anh mượn con nhỏ
Không, em nghĩ là mọi người tập trung khênh hẳn cái đà lên đi, xong rồi mình sửa sắt lại sau. Được không? Không, em nói thật mà. Mọi người nên tập trung khênh hẳn cái đà lên, xong cái bắt đầu mình sửa sắt lại, mình lại thả xuống. Cái này là mọi người đang bẫy nó qua để kê cái cục kê vào các bạn, để cho nó có cái độ hở để đổ bê tông. Kê nhỏ thôi, đưa cho cái đai cái tụt xuống đâu, lên cục xuống dưới luôn á, khỏi cục kẽm, em cho nó xuống tới đáy luôn, xuống tới dưới luôn. Nó vẫn lọt thỏ một cái rồi rớt. Rớt. Bên này thì đường này, bên này nó em bỏ rồi, em lấy cái cua, em kia lấy cục nhỏ em được, em kia bên đây cái là nó ép rồi. Mai mình có làm không anh? Mai đội mình có làm không à? Mai đội mình có làm không? Làm đi chứ nghỉ làm gì, nghỉ tốn tiền nữa. À, cái cây đà bên này á, thì mọi người bô cũng gần xong rồi, chỉ còn vài cây tăng cường thôi. Giờ mọi người đang đi hạ đà xuống các bạn. Còn cái cây bên này á, thì đang thiếu một chút xíu đai ở cái khúc giữa ấy. Cho nên là đang chờ người ta giao đai để bô cho xong. Cây bên này sẽ hạ trước. Còn vài cây tăng cường nữa nha các bạn. Còn mấy cây tăng cường bên hông này nữa này. Như mấy cây này, cái đà khúc đằng trước này á, thì nó sẽ lớn hơn cái đằng sau. Vậy nó gãy xuống sao thử, cái đà nó không có ngang vậy nè. Mai chiều với cái đai ta chia ra cách với cái đà nó tắt thì hạ xuống lên chạy như thế nào. Rồi. Cái hạ hết đi rồi bô tăng cường. Bô tăng cường xong rồi đưa số 10 vô.
còn khúc này nữa là hạ xong cái đà này các bạn ạ. Đây là mấy cây tăng cường nó nằm dưới này. Vì là đằng trước á, là nó là chịu lực chính cho nên là đằng sau này, khúc đằng sau này á, thì sắt nó bé hơn và nó đà nó nhỏ hơn các bạn. Đây như cái cây bên này là nó còn thiếu một chút xíu đai đây nữa này. Mọi người đang chờ đai để bù cho xong rồi hạ luôn bên này. Là chiều nay thì mọi người sẽ đi sắt sàn các bạn. Nó đang cắn ở đâu á? Trên này thì chị đang đi bô mấy cây tăng cường này các bạn ạ. Sáng giờ thì mọi người đang đi bô sắt trục cái giọ móng ở trên các bạn ạ. Chiều nay chắc mọi người sẽ đi sắt sàn luôn. Đây này, những cái trục giọ móng trên là mọi người đã đi xong rồi. Rồi là chừa sắt cột, đổ cột cũng xong rồi. Trong chiều nay và sáng ngày mai ấy, thì mọi người sẽ là đi sắt sàn để đổ bê tông các bạn ạ. Vì là đằng sau này nó chịu lực ít hơn cái phần nửa trước cho nên là cái sắt giọ móng ở trên này nó cũng nhỏ hơn này các bạn. Ở dưới thì vẫn là phi 16 nhưng mà ở trên thì nhỏ hơn. Chỉ còn 1-2 cái giọ móng sau này nữa là xong cái phần giọ móng này các bạn. Cái nước ở dưới hố móng này thì trước khi đổ là sẽ hút sạch hết nha các bạn. Mọi người yên tâm là sẽ hút sạch hết. Đây là cái bể phốt này. Mấy khu vực này đổ bê tông hết. Bây giờ thì mọi người đang bắt đầu đi sắt sàn này các bạn ạ. Sắt sàn này là sắt sàn 2 lớp nha các bạn. Bye.
mọi người xem video thì mọi người có thể comment cho mình biết xem là cái dàn sắt này uy tín không nha các bạn. Chứ theo mình thấy thì cái dàn sắt này khá ok, khá dày các bạn. Bên ngoài kia mọi người cũng đang đi sắt sàn kìa, sắt đang đi lớp đầu tiên và đang bẻ giò gà ở ngoài kia nữa. Ngà này thì là cái sắt trụ thì là có 8 trụ chính nha các bạn. Và đổ trụ 40. Với cái tiến độ này thì dự tính là trong ngày mai mọi người sẽ đổ bê tông các bạn ạ. Trong nhà mẹ mình thì đến ngày hôm nay thì đội thợ hồ cũng sau khi nghỉ khoảng 4-5 ngày thì ngày hôm nay mọi người đã quay lại cắn nền ở dưới trệt rồi. Cắn nền để lót gạch rồi các bạn. Đội sơn nước thì cũng đã làm gần xong rồi. Gần như trong nhà mẹ mình thì gần như là mọi thứ nó gần hoàn thiện hết rồi. Mình đang còn một bữa ăn với là các anh em tổ thợ ở trong đấy nữa. Sau khi mà cháy sắt sàn sắt ngang này rồi thì bây giờ mọi người đang xỏ cây dọc các bạn ạ để bô. Khoảng cách giữa cái cây này là còn một cây nữa nha các bạn. Đây này. Những cái chỗ này là còn một cây nữa này. Mấy ngồi nữa vậy?
cái chỗ này là một cây mà một cây chỗ thằng Phước đứng là khỏi bẻ nè. Đây các bạn, chị tối hôm qua thì chiều hôm qua tầm 4 giờ mấy thì trời nó mưa cũng khá lớn. Và mọi người sau khi nghỉ giải lao tránh mưa thì mọi người đã tăng ca làm đêm và làm bô xong sắt sàn hết rồi các bạn. Sáng nay là đổ bê tông các bạn ơi. Mẹ mình thì đang bày đồ cúng để cúng. Mọi người có thể thấy là sắt sàn là hai lớp nha các bạn. Tiếc quá hôm qua, tối hôm qua mình đi công chuyện cho nên là mình cũng không biết mọi người tăng ca, chứ mình mà biết mọi người tăng ca là mình quay cho mọi người xem và chia sẻ đến mọi người rồi. Công việc đã xong xuôi hết rồi, bây giờ là sáng nay là đổ bê tông thôi, chờ bê tông tới và đổ thôi các bạn. Những cái rọ móng, những cái sắt chừa sắt trụ là đã xong hết rồi. Kê, mọi người cũng kê sàn xong hết rồi. Mưa hôm qua nước đang còn đọng lại này. Một chút xíu khi đổ bê tông thì những cái nước này sẽ được hút sạch ra hết nha các bạn. Mọi người thấy cái dàn sắt móng này uy tín không các bạn? Mình thấy là khá dày nha. Theo như chia sẻ của cái anh Cai, anh lãnh công trình làm này thì anh chia sẻ rằng là với cái lượng sắt này và với cái số lượng sắt như vậy thì có thể đổ lên được 10 tấm luôn chứ không phải là 5 tấm đâu các bạn ạ. Cái chỗ cái tấm tôn này là bể phốt này các bạn ơi, ở dưới có xà gồ ngang hết nha các bạn. Mọi người thì đang che chắn để chuẩn bị cái khâu, những cái khâu chuẩn bị cuối cùng rồi. Đây, mẹ mình thì sáng nay dậy sớm lắm, mới 5 giờ mấy là dậy rồi để chuẩn bị. 4 giờ. 4 giờ luôn hả? 4 giờ là đã phải dậy rồi. Vậy là hôm nay mẹ dậy sớm một con rồi. Dậy sớm để mà lo việc đi. Nhà trái cây này các bạn này, nhang đèn này, gạo muối này, bông này. Cái bông nó để đây nó ấy đây rồi. Bông bên tay phải. Bông tay phải hả? Bông tay phải, trái cây bên tay trái. Thế là tôi cứ hay để, tôi không biết đâu, tôi cứ để đó. Nhà mình là theo cái kiểu là biết gì làm tiện, đó. Tiện chỗ nào để chỗ đấy. Tại vì con là thầy cúng hả? Không phải thầy cúng, là anh đi sáng mình hay là anh đi cúng nhà anh qua làm mỗi ngày. À em tưởng có ý kiến đó nha. Bông, không, bông, bông bên đây. Bông lúc nào cô nhìn vô là cô nhìn ngoài vô là bông mét tay phải. Bình bông của mình á. À là lúc nào là mình tay. Là mét tay phải. Em tưởng đâu anh thầy cúng. Cái này mình trêu ảnh thôi các bạn ạ, chứ mình biết mà mình trêu. Chà, mẹ làm bát gạo muối cũng hơi đầy đấy nhỉ. Ừ, lương thực phải đầy đủ chứ. Làm gì làm lương thực gạo muối dự trữ là phải đầy đủ các bạn ạ. Còn món nữa. Bây giờ mẹ chở con tiểu mẹ ra mua đây, mẹ quên một món. Mua gì mẹ? Lấy tiền vàng. Đúng rồi, phải coi cái đó. Còn quên món nữa. Không, cặp đèn để sát nhau, để trước bát ngang đây cho em. Không, anh cứ để đây cho em. Anh để đây cho em. Mẹ đang còn tính đi mua cái đèn khác mà không được, rồi về mẹ mới thắp đèn này. Đèn kia không cho tắt á. Không sao đâu, cũng không rõ lắm. Mẹ thưởng tắt á. Cái đèn này mẹ thưởng gió á. Tối qua mọi người tăng ca đến mấy giờ mới xong anh? 7 rưỡi hả? Ý 7 rưỡi vậy. Mẹ mình thì đang sắp xếp giấy tiền và đồ cúng. Còn ở trong kia thì các anh đang vệ sinh cái sàn lại một lần nữa các bạn ạ, cho nó sạch sẽ trước khi đổ bê tông. Mọi người thấy mẹ mình chuẩn bị cái bình bông hoa đồng tiền đẹp không các bạn?
bông để có hoa đồng tiền, có cây phát tài các bạn ạ. Trái cây ấy thì có mãng cầu, có thanh long, có cam, có quýt hả mẹ, quýt thơm, xoài, trái dừa. Còn đây thì mẹ mình đang chuẩn bị đồ cúng, quần giấy tiền đồ cúng này các bạn này. Thời tiết Sài Gòn dạo này hay mưa lắm các bạn, cứ chiều đến là mưa. Giống như lúc đầu giờ sáng, đầu giờ khoảng 3 giờ mấy đây cũng mưa nữa này các bạn này. 3 giờ mấy sáng vẫn mưa. Dạo này Sài Gòn vào mùa mưa cho nên là mưa gió nó thất thường lắm. Này dự kiến đổ khoảng 2 tiếng thì xong các bạn. Đổ bê tông khoảng 2 tiếng thì xong. Mọi người hiện tại bây giờ đang đi vệ sinh mấy cái hố móng đó các bạn ạ. Đang hút sạch những cái gọi là nước dơ và sa bần ở dưới trước khi đổ bê tông. Bây giờ thì xe bồn bê tông mới vừa tới các bạn ạ. Giờ là chuẩn bị đang lấy độ sụt rồi xong hết rồi, kiểm tra độ sụt của bê tông xong hết rồi mới chính thức vào đổ nha các bạn. Bây giờ đang kiểm tra độ sụt của bê tông. Độ sụt có nghĩa là kiểm tra cái chất lượng của bê tông các bạn, xem có đạt tiêu chuẩn để đổ bê tông hay không ấy. Đây, cái này là để lấy độ sụt này. Đây là cái máy đẩy bê tông các bạn ạ. Bê tông sẽ được bơm xuống cái bồn này và sẽ đẩy vào đường ống, đẩy vào bên trong móng.
ok. Nó đỏ đen. À, cái này là đang kiểm tra độ sụt của bê tông nha các bạn. Sau khi kiểm tra độ sụt của bê tông và đạt tiêu chuẩn để đổ thì mọi người bây giờ đang bơm bê tông xuống cái bồn chứa này để đẩy vào nha các bạn. Bên trong thì mọi người cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ chờ bê tông và xuống và bơm vào thôi các bạn. Cái đường ống thì được mọi người gắn vào tới bên trong luôn. Bây giờ chính thức đang đổ bê tông rồi các bạn ạ. Quan trọng là mấy cái đầu cột đó các bạn, là phải đâm cho kỹ các bạn ạ. Mấy cái đầu cột để nối trụ ấy. Ok.
về rồi, bây giờ sẽ rời ống các bạn ạ. Cái ống này nặng lắm nha các bạn ơi, phải 4-5 người khênh ấy. Đấy các bạn thấy không, anh em đầm chỉ mấy cái đầu cọc của em nha, mấy cái đầu à, cái đầu cột đấy. Mọi người dự kiến thì đổ cái móng này thì tầm khoảng hơn 1 tiếng là xong các bạn ạ. Thank you.
có nhiều bạn thắc mắc là bảo là phải giải quyết cái chỗ nước bên tường nhà hàng xóm người ta chảy sang các bạn từ cái đợt làm móng mà mình quay lên á, thì bây giờ các bạn có thể thấy là mọi người yên tâm, những cái vị trí đấy đều là những cái hố móng bê tông rất dày nha các bạn, cho nên là mọi người yên tâm đấy, nó sẽ lấp hết luôn những cái khoảng hở của bên nhà hàng xóm chảy sang nha các bạn. Thì bản thân mình cũng thế và anh hai cũng thế, cứ phải túc trực chạy ra chạy vào suốt đấy các bạn. Trời thì dạo này như thời tiết Sài Gòn các bạn cũng biết rồi, mưa gió thì liên tục, ngày gần như ngày nào cũng mưa các bạn. Nhưng mà anh em mình vẫn cứ thay phiên nhau để túc trực, để mà coi ngó cho mọi người làm. Nhưng mà phải nói là cực nhất vẫn là anh hai các bạn ạ, quán xuyên hết tất cả mọi công việc, cho nên là cũng khá chi là mệt mỏi trong cái thời gian vừa rồi, vừa trong này vừa cửa hàng rồi đủ thứ việc hết các bạn ạ. Nhất là cái thời điểm bây giờ vợ con anh hai thì vẫn đang bị sốt, bị bệnh các bạn, mà vẫn không có thể, vẫn chỉ dành được một chút thời gian để về chăm sóc vợ con thôi, chứ cũng không có thời gian nhiều các bạn. Hết một xe rồi các bạn, hết một xe bê tông rồi. Bây giờ thì sẽ chờ cái xe tiếp theo tới. Xe thứ hai tới và bây giờ cũng đang lấy độ sụt nha các bạn. Kiểm tra độ sụt của bê tông. Mỗi một xe tới đều phải kiểm tra trước khi đổ hết các bạn ạ. Theo mình thấy thì được gần được phân nửa rồi các bạn, đổ gần được phân nửa rồi. Đổ, khi mà đổ bê tông tươi này thì các anh bên đội thợ đổ bê tông thì cũng đỡ cực hơn là đổ bê tông tay giống như trong nhà mình, nhà mẹ mình các bạn ạ. Trong nhà mẹ mình các bạn, nếu như mà mọi người theo dõi kênh mình thì mọi người có thể biết đó là nguyên cái đội đổ bê tông là mồ hôi mẹ mồ hôi con gì là nó đua nhau nó ra, nhưng mà đây thì chỉ cực cho các anh thợ hồ thôi, chứ còn đội đổ bê tông thì khá là khỏe các bạn, chỉ rời ống rời qua rời lại lắp ống tháo ống thôi, chứ cũng không có quá cực.
Bên đôi thợ hồ hôm nay thì chỉ có 5 người làm thôi các bạn. Sau khoảng hơn 1 tiếng đổ thì bây giờ chỉ còn 2 cái hố móng đằng trước này nữa là xong rồi nha các bạn. Chỉ còn 2 cái đài móng này nữa là chính thức đổ móng xong các bạn ạ. Nãy thì trời có mưa nhẹ một chút xíu cho nên là mọi người phải lấy bạt che lại. Chính vì thế mà các bạn có thể thấy là chú đang đi làm lại mặt ở trong kia. Đây là cái đà mà gần như là cái đà mà chịu lực chính ở căn nhà các bạn ạ. Tại vì từ cái chỗ đà này sẽ làm ra một cái ô văng 1m2 nữa các bạn, cho nên nó là sắt khá dày. Tổng số lượng bê tông đặt đó là 27 khối nha các bạn, 27 khối bê tông. Xíu nữa là xong rồi các bạn. Như các bạn biết thì trong nhà mình, mẹ mình thì thường hay cho đội thợ nhậu các bạn. Nhưng mà ở ngoài này thì sẽ là không cho thợ nhậu mà sẽ là gửi tiền mọi người luôn nha các bạn. Thế là gửi mỗi người 200.000 chứ không có nhậu các bạn ạ.
Đây các bạn ạ, hiện tại bê tông là đổ xong rồi. Nhưng mà nhà mình đợt này sẽ không mời anh em nhậu mà sẽ là gửi tiền các anh em các bạn. Bây giờ mẹ mình sẽ phát cho các anh em bên đội đổ bê tông. Dạ, nhà em gửi mình uống cà phê, ăn cơm. Cảm ơn các anh nhiều nha. Đâu rồi? Đâu hết rồi? Còn cái anh này nữa đúng không? Đúng rồi, mẹ đưa anh cơ giữ hộ luôn đi. Đấy, các bạn có thể thấy là hiện tại bây giờ là còn chút xíu nữa này, đằng trước này nữa là xong rồi. Làm mặt chút xíu nữa là xong các bạn ạ. Vừa đủ bê tông luôn. Thì ở trong nhà mẹ mình thì đang lót gạch các bạn, lót gạch ở dưới tầng trệt. Rồi, đến giờ cơm rồi. Đấy, có cả anh kỹ thuật, có cả ông thầu luôn. Còn ông gì đâu? Ông gì đâu vậy? Ông chạy chiếc vét ba đâu? Đi rồi. Sao đi sớm thế? Sao thế? Thôi lụm đi, cầm luôn. Làm luôn hả? Làm luôn. À, vậy là cái này anh không lấy, anh gửi anh luôn đấy. Mẹ ơi, gửi cho cả cái anh gì đấy, ông gì nhờ, ông tên gì nhờ? Ông chạy chiếc vét bà ấy. À đúng rồi, gửi cho cả ông Thế Anh nhá. Còn một người đấy, gửi cho ông này cầm luôn này. Anh cầm hộ ảnh luôn đi. Là bây giờ là cái này gửi cho anh Thế Anh luôn. Mọi người bây giờ xong hết rồi là đang dọn dẹp vệ sinh đằng trước cho nó sạch này các bạn. May quá hồi nãy nó mưa, mà mưa chút xíu à.
Cái này là Phạm Dũng và Phan Diễm bồi dưỡng mọi người nha các bạn. Thay vì dẫn mọi người đi nhậu thì gửi tiền mọi người luôn, mọi người tiêu cái gì mọi người tiêu cho nó dễ. Đúng không anh em nói vậy đúng không? Hợp lý không? Tại vì đổ bê tông xong mọi người cũng khá là mệt mỏi rồi các bạn ạ. Rồi, đói rồi, dấu hiệu của việc đói rồi. Dấu hiệu của việc đói rồi đấy. Hồi nãy khi mà đang chờ bê tông, anh có lại anh ăn trái cây và anh than mình là đói dữ dội lắm rồi. Ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ đến mọi người cái quá trình đổ bê tông làm sắt, đổ bê tông móng của nhà em mình để gửi đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn xem kênh Tú Lang Thang nha. Thì video của mình cũng khá dài rồi, mình cũng xin phép kết thúc video ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo của mình nha.